Lưu ý trước khi xem, đây là video tiểu thuyết ghép át, vì chuyện tranh ra quá lâu, cứ đà này phải gần 10 năm nữa mới hết chuyện nên mình làm bộ này để anh em được trải nghiệm chuyện nhanh hơn. Video sẽ tập trung vào tâm lý nhân vật, phân tích cốt truyện nhưng hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Chúc anh em xem video vui vẻ, hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Thiên Trinh Hạo Nhiên quyết thức thứ hai, Ngọc Ảnh đã khí kiếm hồi tràng. Hai đạo kiếm khí mang theo Hạo Nhiên quanh quẩn, cả thiên địa biến thành kiếm khí bao phủ tất cả mọi người đắm chìm trong kiếm ý chí cao này dường như trong cả thiên địa chỉ có kiếm quang không còn lại cái gì cả thậm chí có người dưới kiếm ý nhộn nhạo này đột phá bình cảnh liên tục khiếp sợ mà hai đạo kiếm khí nhộn nhạo này đủ khiến cả thành hắc thiết cả mạc gia thành cho tàn mọi người dưới kiếm khí chiếu rọi đều nhắm mắt lại không ngừng thối lui dừng tay âm thanh ngưng trọng của tổ lão vang lên quát lại đấu tiếp sẽ triệt để hủy thành hắc thiết này khi tổ lão quát lên kiếm quang đầy trời tán đi hồi lâu mới dần dần biến thành màu đen khôi phục màu sắc bóng tối bình thường ánh trăng sáng người chiếu xuống cũng không còn lãnh ngạo như trước giống như sau trận đấu kiếm vừa rồi đã cẩn thận hơn cổ phi dương vẫn áo trắng như tuyết đứng giữa trời cao tinh diệt kiếm trong tay hắn biến mất hóa thành từng đạo hào quang chẳng khác gì đom đóm bao phủ quanh người hắn gật đầu nói lão đầu thiên trinh hạo nhiên quyết đúng là không tệ nhưng nếu không phải tu vị của ngươi thắng ta một bậc bộ công pháp này không bằng kiếm quyết của ta người ở chung quanh khiếp sợ mở to mắt ra nhìn chỉ mới hai chiêu mà thôi bọn họ xem ra là không phân thắng bại nhưng sự thật như thế nào thì không người biết giờ phút này nghe cổ phi dương nói thế thì liên tục kinh hãi tổ lão im lặng thật lâu bùi ngùi thở dài nói không qua mấy năm nữa ta không phải đối thủ của ngươi những lời này như tảng đá ném vào hồ nước sinh ra rung động cực lớn người cả mặc ra chính tay nghe thấy thì khiếp sợ sáu đại thái thượng trưởng lão càng ngây ra như hóa thành đá Tổ lão chính là trụ cột tinh thần của Mạc gia thành Hắc Thiết, từ bối phận còn cao hơn trưởng môn thế lực siêu cấp, thiên hạ hôm nay chỉ có Thánh vực, tông chủ bảy đại phái mới dám nói thắng tổ lão một bậc. Mà vào lúc này tổ lão nói vài năm nữa không địch lại người này, rốt cuộc đối phương mạnh tới mức nào? Thật mạnh, thật mạnh, người này rất mạnh, chỉ mới đấu hai thức nhưng nó vĩnh viễn khắc vào trong đầu Mạc Tiểu Xuyên. Trong lòng của hắn sinh ra âm thanh mãnh liệt, ta nhất định phải bái người này làm sư phụ, nhất định phải bái hắn làm thầy, như vậy mới có thể vượt qua phụ thân, đánh bại địch nhân cầu cầu ngươi van cầu ngươi thu ta làm đồ đệ dưới ánh trăng sáng tất cả âm thanh đều im bật giọng non nớt của mạc tiểu xuyên truyền ra trong trời đêm hắn đã quỳ tới chết lặng bái thật sâu cả chán như vùi vào trong đất mất mặt một tiếng hét lớn tức giận do mạc bình tây hét lên hắn lạnh lùng tức giận nói thân là đệ tử mạc gia ta vậy mà xấu hổ đi bái người khác làm sư còn không cút về cho ta sắc mặt mạc vạn phong ngưng trọng hắn tiến lên không ngờ quỳ một gối khẩn cầu cổ phi dương thỉnh ngươi xem mặt mũi tương giao với phụ thân hắn cầu ngươi mang tiểu xuyên đi lần này cả mạc gia đều xôn xao mạc vạn phong chính là đại trưởng lão vậy mà quỳ một gối trước mặt cổ phi dương làm cho tất cả mọi người khiếp sợ cũng làm sáu tên thái thượng trưởng lão biến sắc trong mắt đầu lửa giận mạc vạn phong chú ý thân phận của người một gã thái thượng trưởng lão phẫn nộ quát tức chết ta mà còn không đứng dậy mạc vạn phong nhìn cổ phi dương hắn đã bỏ qua tất cả cho dù cái quỳ một gối này mà bị bãi miễn chức vị đại trưởng lão hơn nữa còn bị tộc quy xử lý nghiêm khắc hơn nữa nhưng vì mạc tiểu xuyên hắn cái gì cũng chẳng quan tâm Cổ phi dương gõ gõ đầu, nói, ai nha, chuyện này với ta mà nói là nan đề. Ta chưa nói tới có giao tình với mạc đấu thần hay không. Nhưng mà chỉ thấy thực lực của hắn không tầm thường, muốn đọ sức một chút, đứa nhỏ này thiên phú quá bình thường. Dẫn ta đi, ta nhất định sẽ vượt qua phụ thân. Mà tiểu xuyên kiên định hô lớn, ta nhất định sẽ vượt qua phụ thân ta, sau đó thay phụ thân đánh bại người. Ồ, đồng tử cổ phi dương hơi co lại, nhẹ khẽ cười nói, lão đầu, ngươi thấy thế nào, đây là hài tử nhà của ngươi đấy đến lúc đó cũng đừng nói ta bắt cóc người mặc ra đi khắp thiên hạ gây phiền toái cho ta tổ lão nhìn mặc tiểu xuyên chậm rãi mở miệng nói nếu tiểu xuyên nguyện đi theo ngươi xin mời ngươi thu hắn làm đồ đệ đi ta cũng thay phụ thân đã mất của hắn nhờ ngươi một lần tổ lão mọi người vô cùng kinh hãi không thể ngờ ngay cả lão tổ cũng nói ra lời này lần này sáu đại thái thượng trưởng lão càng câm miệng không dám nhiều lời nữa giống như chuyện mặc vạn phong quỳ gối cũng không phải chuyện mất mặt gì cổ phi dương thản nhiên nói như vậy được rồi ta tạm thời thử một lần nhưng mà cổ phi dương ta cũng không muốn thu đồ đệ phế vật ta mang ngươi đi tới một nơi nếu như ngươi có thể thông qua khảo nghiệm ta sẽ thu ngươi làm đồ đệ mà tiểu xuyên đại hỷ trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang hai mắt đẫm lệ rơi xuống lớn tiếng nói ta nhất định sẽ thông qua khảo nghiệm nếu như không qua ta cũng chẳng quấn quýt lấy ngươi cổ phi dương nhìn hắn lạnh lùng nói ra nếu như không qua ngươi cũng không có cơ hội quấn quýt lấy ta trong lòng Mạc Vạn Phong giật mình, đột nhiên cả kinh nói, "Cổ Phi Dương, ngươi muốn dẫn hắn đi đâu? Hắn là nhi tử duy nhất của đại ca ta, không thể tổn thương hắn." Cổ Phi Dương cười lạnh nói, "Đã như vậy, vậy ngươi ở bên cạnh hắn đi." Mà Tiểu xuyên sợ Cổ Phi Dương thay đổi chú ý, vội vàng nói, "Vạn Phong thúc thúc, ta nhất định có thể thông qua khảo nghiệm, bái ông ta làm thầy, ngươi yên tâm đi." Sắc mặt Mạc Vạn Phong cực kỳ khó nhìn, thấp thỏm nói, "Ngươi muốn dẫn hắn đi đâu?" Cổ Phi Dương ngẩng đầu lên, nhìn qua xa xa, trong miệng nói ba chữ đầy lạnh nhạt, nói tuyệt thần động ba chữ này giống như có uy lực vô cùng làm cho tất cả võ giả ở đây run rẩy lên cảm thấy sống lưng lạnh giá nhị không được hàn ý cuốn thân mạc vạn phong cũng hoảng sợ mở to mắt ra nhìn qua cổ phi dương mang theo mạc tiểu xuyên càng đi càng xa biến mất bên ngoài thành hắc thiết mạc tiểu xuyên suy nghĩ lại chuyện lúc 8 tuổi trên gương mặt đã sớm chảy nước mắt nhị không được khóc lớn nói ngươi thật sự là sư phụ ta lý trí của hắn khó mà tin được nhưng mà trên mặt tình cảm hắn đã chấp nhận lý vân tiêu nói còn nhớ lúc ngươi ở bên ngoài thần tuyệt động nói với ta ngươi nói nhất định sẽ tu luyện thiên trinh hạo nhiên quyết tới cực hạn sau đó đánh bại ta lý vân tiêu mỉm cười giơ tay lên ngón tay vẽ vòng tròn trên khâu trung lập tức sinh ra âm dương ngư xoay tròn hắn dùng chỉ thay kiếm điểm về phía trước nói khẽ hồng chân ngưng vọng ánh hạo nguyệt đây chính là thứ đầu tiên trong hai thức đấu với tổ lão cổ phi dương kỳ tài ngút trời tuy chỉ nhìn qua một lần không cách nào nắm giữ tinh túy nhưng mà thi triển sống động như thật người bình thường khó có thể phân biệt đây là thức thứ hai ngọc ảnh đã khí kiếm hồi tràng kiếm khí mênh mông rong rủi trong giới thần bi kiếm quang quen thuộc bày ra trước mặt mạc tiểu xuyên hắn không tiếp tục hoài nghi khóc lớn quỳ hai gối xuống cúi đầu sát đất khóc giống lên nói sư phó ngươi quả nhiên là sư phó sư phó quả nhiên không có chết tiếng nước nở nghẹn ngào của hắn vang vọng sau khi mạc tiểu xuyên khóc lớn thì cười ha hả chỉ cảm thấy đây là ban ngày ban mặt vì cái gì sư phó biến thành bộ dáng như thế hắn cũng không quan tâm bởi vì mặc kệ sư phó hiện tại trạng thái như thế nào, trong thiên hạ không có bất cứ người nào có thể ngăn cản bước chân của sư phó. Hắn cười to nói, ta biết ngay, trong thiên hạ tuyệt đối không có người tổn thương sư phó được. Lý Vân Tiêu cười khổ nói, đừng nói nhẹ nhàng như vậy, ta cũng suýt chết rồi. Nhưng mà linh hồn dưới cơ duyên xảo hợp trùng sinh mà thôi. Hắn kế tiếp mang chuyện nói đơn giản cho Mạc Tiểu Xuyên nghe một ít, nghe được Mạc Tiểu Xuyên rất giật mình. Không thể ngờ Thiếu Hoàng đã bước vào cửu thiên võ đế, sư phó nếu ngươi đã trọng sinh vì sao không đi tìm các sư huynh đệ dùng lực lượng của mọi người có thể giúp ngươi nhanh chóng khôi phục lực lượng lý vân tiêu cười khổ nói bọn chúng bổn sự lớn muốn tìm cũng không tìm được thật vất vả tìm được thiếu hoàng lại tiến vào vực ngoại tinh không trở về thì rơi xuống thành nam hỏa ngược lại là ngươi vì sao ở đây sao bị ác linh của nam hỏa kim tinh nguyên phụ thể mà tiểu xuyên nói lần này nếu không có sư phó ta sợ cuộc đời này sẽ biến thành nô lệ của ác linh hắn nghĩ tới mà sợ trên mặt đầy đau khổ ngày đó sau khi ta rời khỏi sư phụ liền trở lại mạc gia thành hắc thiết tổ lão truyền thiên trinh hạo nhiên quyết cho ta càng dặn dò ta không tu luyện công pháp này tới đỉnh phong thì không được thì cừu ra báo thủ ta cũng an tâm bế quan trong cấm địa được lão tổ chỉ điểm thiên trinh hạo nhiên quyết cũng tiến triển cực nhanh lý vân tiêu nói thì ra là có chuyện như vậy lúc ấy đồn đãi ngươi bị nhốt trong thành hắc thiết ta liền muốn tới xem thử dùng thiên phú như ngươi mặc dù có trùng kích có thể võ đế mạc ra cũng sẽ không truyền tuyệt học cho nhưng chỉ có ngươi là ngoại lệ, bởi vì ngươi sông qua tuyệt thần động, điểm ấy đủ đền bù thiên phú chưa đủ. Tổ lão nhất định vì ngăn ngừa cảm xúc bất mãn của mọi người, lúc này mới lưu ngươi trong cấm địa, nói với bên ngoài là ngươi bị cấm đoán. Mạc Tiểu Xuyên nói, đúng vậy, sư phó quá hiểu rõ. Trở lại mạc ra thì ta đi tìm vạn phong thúc thúc, những người khác ta không gặp, liên trực tiếp đi cấm địa. Ta liên tục yêu cầu tổ lão nên mới đáp ứng truyền thiên trinh hạo nhiên quyết cho ta, lần bế quan này là 10 năm trong mắt của hắn có tinh quang hiện ra hiển nhiên 10 năm này với hắn mà nói rất trọng yếu tiếp tục nói về sau nghe xá đệ hoa nguyên đắc tội cao nhân trong thánh vực bị lưu vong tới thành nam hỏa này ta lo lắng hắn gặp nguy hiểm lúc này mới không tiếc vi phạm ý của lão tổ xuất quan mà cũng vào thời điểm này đồ đệ mới biết được tin tức sư phó vẫn lạc là 10 năm sau lý vân tiêu gật đầu nói đúng vậy sau khi chia tay với ngươi không lâu ta cũng bởi vì một sự kiện đi thiên đãng sơn mạch không thể ngờ rằng sắc mặt của hắn biến hóa cực kỳ ngương trọng dường như có ẩn tình không nói thẳng Mạc Tiểu Xuyên tự nhiên biết rõ tính tình của Lý Vân Tiêu, hắn không muốn nói thì không ai có thể bắt hắn mở miệng, chờ hắn nguyện ý nói thì ngươi sẽ biết. Mạc Tiểu Xuyên liền tiếp tục nói, chuyện này cũng biết được trong miệng cửu gia. Hoa Nguyên rời khỏi thánh vực thì vẫn bị người ta nhìn chằm chằm vào, ta đuổi tới thành Nam Hỏa thì hắn đang lâm vào nguy cơ. Trận chiến ấy ta tức giận giết ba tên cửu thiên võ đế của đối phương, cũng chính trong trận chiến này ta mới biết sư phó chết. Dưới tức giận bản thân cũng trọng thương, liền ở lại Hàn Xá Xá để tại thành Nam Hỏa chữa thương, nhưng mà thương thế. Lý Vân Tiêu cau mày nói, từ thân phận cừu gia của ngươi ngươi tiến vào mỏ khoáng hẳn là trong người của ngươi chúng bắc minh hàn âm khí trên mặt mạc tiểu xuyên sinh ra hận ý gật đầu nói đúng là một tên cao thủ bắc minh huyền cung sử dụng bắc minh huyền âm khí trực tiếp đánh ám khí vào cơ thể của ta ta khu trừ cực kỳ khó khăn hoa nguyên vẫn dùng các loại dược liệu trị cho ta nhưng mà không thể ngăn cản nó chuyển biến xấu loại tình huống này tiếp tục hơn một năm thẳng đến bốn năm trước hoa nguyên yêu cầu nhiều dược liệu từ lôi phong thương hội thì biết được một chuyện mà tế lâm lại nói hắn có rất nhiều nam hỏa kim tinh nguyên có thể chấn áp tổn thương của ta hoa nguyên cũng giao ta cho tế lâm về sau ta đi vào trong mê cung nói đến đây trên mặt mạc tiểu xuyên mang theo một tia sợ hãi ngưng trọng nói mục đích của tế lâm bảo ta vào mê cung ta cũng hiểu hắn cũng chỉ lợi dụng ta tìm mò khoáng nhưng cũng không có chuyện gì mọi người theo nhu cầu ta cũng vui vẻ đồng ý nhưng không như mong muốn là tất cả mọi người tẩu tán mà khi nguyên khí tiến vào trong người của ta càng tiến vào tế đàn lý vân tiêu nói thì ra cái mỏ này mấy năm trước lôi phong thương hội đã phát hiện ra khó trách lại hào phóng nhường lại thì ra thăm dò lâu như thế không tìm ra lộ tuyến chính xác nhưng mà cũng khó trách đó là thông đạo sống cho dù bọn họ có dùng chiến thuật biển người không ngừng vẽ địa đồ cũng không thể vẽ ra địa đồ chính xác ngươi tiến vào tế đàn có phải bị pho tượng trấn nhiếp hay không mà tiểu xuyên nói đúng vậy sư phó chắc hẳn cũng trông thấy pho tượng kia lúc ấy ta vốn có tổn thương trên người nhưng mà dưới khí tức nam hỏa kim tinh nguyên áp chế đã có dấu hiệu khống chế vốn trong lòng vui mừng quá đỗi không nghĩ tới pho tượng kia quá quỷ dị một lực chấn nhiếp tiến vào linh đài thức hải của ta muốn chân nhiếp tâm thần ta chống cự một hai cũng vào lúc ta đau khổ trèo chống tà lực kia ác linh đã tiến vào trong người của ta cùng tà lực công chiếm thân thể của ta từ đó về sau biến ta thành nô lệ lý vân tiêu nói pho tượng kia đúng là quái dị khó mà tìm ra chân tướng ngươi bây giờ thương thế ra sao rồi mà tiểu xuyên cười nói bị ác linh khống chế thân thể ta chỉ có một lợi ích duy nhất chính là chống lại bắc minh hàn âm khí trong người của ta làm cho người ta châm chọc là vào lúc ác linh chống lại bắc minh hàn âm khí lúc này ta mới có thể khôi phục thần trí nhưng từ khi bắc minh hàn âm khí từ từ bị khu trừ thời gian ta khôi phục thần trí càng ít hiện tại rốt cục tốt rồi bắc minh hàn âm khí bị khu trừ ác linh bị chấn áp nhờ vào sư phó cả sắc mặt lý vân tiêu mang theo một tầng xương lạnh lạnh như băng nói bắc minh huyền cung quả nhiên muốn chết ân oán giữa ta và chúng chưa giải lại dám đánh chú ý lên đồ đệ của ta xem ra bảy đại thế lực siêu cấp sẽ phải biến thành sáu rồi mà tiểu xuyên cả kinh nói bọn chúng nhất định cho rằng sư phó đã chết mới có thể không kiêng nể gì trợ giúp cừu gia của mạc gia dùng thực lực sư phó bây giờ ngàn vạn không thể bạo lộ thân phận càng không thể quá sớm chống lại bắc minh huyền cung nếu không sẽ lâm vào sát cơ lý vân tiêu nói yên tâm đi ta tự có chừng mực mặc dù là hiện tại trong bắc minh huyền cung người có thể giết ta cũng không bao nhiêu cả át chủ bài lớn nhất của hắn chính là giới thần bi nếu trốn vào trong đây cơ bản không có việc gì trừ phi những võ đế đỉnh phong ra có thể phá vỡ thế giới chi lực cũng như lệ hoa trì ngày đó dùng âm luật phá vỡ thế giới chi lực mang tỷ đệ mộng vũ đi nếu không có võ đế như thế căn bản không có khả năng công phá giới thần bi mà tiểu xuyên cũng khen sư phó có được siêu phẩm huyền khí này tìm bắc minh huyền cung tính sổ cũng trong tầm tay lý vân tiêu nói hôm nay thiên võ giới sóng ngầm bắt đầu khởi động sợ rằng sẽ có sóng lớn nhanh thôi ngươi quay trở lại thành hắc thiết hay lưu bên cạnh ta mà tiểu xuyên cười hì hì nói tự nhiên là đi theo bên cạnh sư phó lão nhân ra rồi. Thiên trinh hạo nhiên quyết ta đã có rồi, thiếu chính là hỏa hầu. Hơn nữa ta muốn ở lại bên cạnh sư phó bảo vệ lão nhân ra, ngài hiện tại chỉ có tu vị võ tông bát tinh mà thôi, vô cùng nguy hiểm. Lý Vân Tiêu vẻ mặt đầy hắc tuyến, nói, ngươi bình thường ở trong giới thần bi này tu luyện đi, còn có một chút bằng hữu cũng ở đây. Ngày mai ta sẽ đi thành Vũ Phong, ngươi cần phải tạm biệt Mạc Hoa Nguyên hay không? Mạc Tiểu Xuyên nói, đang muốn đây, để tránh xá đệ còn lo lắng cho ta. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, vậy thì tốt vừa vặn ngươi thay bằng hữu của ta mang mấy câu cho hắn bằng hữu tiện thể nhắn nhủ mạc tiểu xuyên nghi hoặc khó hiểu lý vân tiêu vung tay lên lúc này có thân ảnh viên cao hàn xuất hiện nói đây là sư phó của mạc hoa nguyên a à, ngươi ngài là mạc tiểu xuyên chấn động lập tức nhận ra người trước mắt vội vàng hành lễ nói thì ra là viên cao hàn đại sư trong lòng của hắn hồ nghi chẳng biết tại sao viên cao hàn lại ở trong giới thần bi viên cao hàn hừ lạnh một tiếng nói không cần đa lễ ta hiện tại chỉ là tù binh của sư phó ngươi mà thôi tù binh trên trán mặc tiểu xuyên đổ mồ hôi lạnh cuối cùng hiểu xảy ra chuyện gì bắt cửu giai thuật luyện sư làm tù binh trong thiên hạ cũng chỉ có sư phó mới dám làm chuyện này nhưng viên cao hàn là sư tôn của mạc hoa nguyên hắn cho dù thế nào cũng không thể thất lễ cung kính nói không biết viên đại sư có lời gì nhờ ta mang cho hoa nguyên không viên cao hàn nói hắn đã tấn cấp bắt giai có thể trở về thánh vực đi tìm ta ta có chuyện quan trọng phân phó cho hắn nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của mạc tiểu xuyên viên cao hàn bổ sung ta hiện tại chỉ là tinh quang hồn thể cũng giống như phân thân của võ giả các ngươi mà thôi bản tôn vẫn còn trong thánh vực thì ra là thế lời nói của đại sư ta sẽ chuyển lời cho hoa nguyên mạc tiểu xuyên nghe xong kinh hãi không thôi phân thân bình thường khó thoát ly bản thể quá dài cũng không biết đối phương dùng bí thuật gì đối với thuật luyện sư hắn từ trước tới nay rất tôn kính hú chi là sư tôn của mạc hoa nguyên tự nhiên thần thông không nhỏ viên cao hàn nói nói cho hắn biết đây là ý của ta là được về phần hiện trạng của ta thì không cần nói hắn oán niệm nhìn qua Lý Vân Tiêu biến mất tại chỗ quay về luyện khí hắn dần dần quen thuộc sinh hoạt thành thơ trong giới thần bi hơn nữa hắn càng có tâm đắc khi khống chế thần hỏa đã không muốn rời khỏi Mao Tiểu Xuyên nói sư phó ngài câu lưu phân thân viên đại sư bản tôn hắn có biết hay không Lý Vân Tiêu cười to nói ha ha đương nhiên không biết nếu như biết hắn chắc chắn tới tìm ta liều mạng rồi Mao Tiểu Xuyên lo lắng nói nếu để cho Hoa Nguyên trở về gặp bản tôn của Viên Đại sư, hắn sẽ không hoài nghi sao?" Lý Vân Tiêu nói, "Không sao, nếu như bản tôn của hắn tìm tới, cùng lắm là bắt vào là được, vừa vặn để hai người nhập làm một, thực lực tăng nhiều, có thể cho ta sử dụng tốt đấy. Ngươi vừa nói như vậy, ta càng chờ mong đây." Thiên kiếm đồ hắn cần luyện chế quá khó khăn, hơn nữa bằng vào bát giai chi thân của Viên Cao Hàn hiện tại khó nói luyện ra bao nhiêu thanh, nhưng mà có cửu giai đại thuật luyện sư thì khác mà tiểu xuyên nhìn qua ánh mắt lý vân tiêu sáng lên lập tức giật mình hậu quả hắn không dám nghĩ nếu như thánh vực mất tích một gã cửu giai thuật luyện sư thì đây là đại sư chấn động thiên hạ mà tiểu xuyên nói sư phó ta cũng nên đi tạm biệt hoa nguyên rồi lý vân tiêu nói nếu hắn phải về thánh vực sợ rằng cũng phải theo chúng ta đi thành vũ phong huynh đệ các ngươi có thể đồng hành nhưng mà không được lộ thân phận của ta ra ở trước mặt người ngoài xưng ta là vân thiếu là được vân thiếu được rồi sư sư vân thiếu Mạc Tiểu Xuyên lộ ra vẻ cổ quái, nhưng hắn lại vui vẻ, sư phó không chết, Hoa Nguyên có thể trở về thánh vực, mà mình cũng giải thoát khỏi ác linh. Thân thể cảm thấy được ánh nắng sáng sủa, hắn cười to vài tiếng, bị Lý Vân Tiêu tống xuất ra khỏi giới thần bi, bay đi tìm Mạc Hoa Nguyên. Lý Vân Tiêu thả Mạc Tiểu Xuyên ra, hắn bắt đầu tu luyện. Hắn hiện tại thiếu sót chính là cảnh giới, thể chất đặc thù cần nguyên khí quá kinh người. Hắn lấy được Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên cũng chỉ giống như nguyên đan, nguyên khí thấm vào làn da của hắn, thấm vào ruột gan, thoải mái nói không nên lời những nam hỏa kim tinh nguyên này sợ rằng đủ cho ta vượt qua thất túc cảnh cũng không biết cần bao nhiêu thời gian lý vân tiêu tư định bắt đầu vận công hấp thu thân thể của hắn bao phủ trong hào quang màu đỏ nguyên khí đậm đặc như đông cứng lại vì ngăn cản hỏa nguyên tố làm hại thân thể da thịt toàn thân có màu vàng xuất hiện bày ra trạng thái bất diệt kim thân sơ cấp hiện tại lý vân tiêu đã khẳng định còn có công pháp quyền hạ tồn tại bởi vì hắn đã tu luyện phách thiên luyện thể quyết tới cực hạn không có công pháp phía sau mà trạng thái này của hắn kém xa ngạo trường không quả thật là khác nhau một trời một vực đối phó một ít võ giả dưới võ đế còn có thể miễn cưỡng sử dụng nhưng đối phó với cửu thiên võ đế thì không được rồi sau khi suy nghĩ xong hắn chuyên tâm tu luyện một đêm đảo mắt trôi qua hôm sau bên ngoài mật thất có giọng nói cần huyên truyền vào nói tất cả đã chuẩn bị tốt vân thiếu có thể xuất quan lý vân tiêu tỉnh lại thu hồi nguyên khí bành trướng vào trong đan điền nói nhỏ bát tinh đỉnh phong trước thuật võ song hội có thể đột phá võ hoàng cũng thuận lý thành trường Lý Vân Tiêu sửa sang y phục, lúc này mới mở cửa mật thất ra, bên ngoài có người đang chờ, một đám mỹ tỷ chia làm hai bên, cung kính thỉnh an hắn. Ở bên trái, Cần Huyên một bộ áo trắng, búi tóc quán ngọc đài, bên hông có hầu bao thơm mát, thân thể như mỹ nhân trong cỏ xanh, rực rỡ như hoa xuân. Ổ Sâm cũng ăn mặc tinh xảo, trên cổ mang theo chuỗi hạt châu to, giống như phu nhân, sắc mặt vui vẻ đứng sau lưng Cần Huyên. Bên phải chính là Mạc Tiểu Xuyên cùng Mạc Hoa Nguyên, cũng đang mỉm cười nhìn hắn, trong mắt mạc hoa nguyên tràn ngập cảm kích còn có tiểu huyền tử đã đứng sau lưng mạc hoa nguyên bộ dáng tươi cười nhưng trong tươi cười còn mang theo sợ hãi lý vân tiêu trông thấy chàng diện này ngạc nhiên nói đây là hắn cười khổ nói ta chỉ đi thành vũ phong không cần long trọng như thế chẳng khác gì đế vương đăng cơ mà tiểu xuyên cười nói sư vân thiếu chúng ta đi thành vũ phong là chuyện trọng đại chẳng khác gì đế vương đăng cơ đâu cần huyên hội trưởng cung kính còn chưa đủ đấy tiểu xuyên đại nhân nói phải cần huyên khẽ cười nói không nói đến vân thiếu hiện tại danh khí cực cao tại thành nam hỏa cho dù là tiểu xuyên đại nhân và hoa nguyên đại nhân một vị là cửu thiên võ đế tôn sư một vị là bát giai đại thuật luyện sư chỉ hai người bọn họ đã đủ oanh động cả thành nam hỏa mặc hoa nguyên tiến lên kho người bái tạ nói đa tạ vân thiếu cứu đại ca của ta hoa nguyên vô cùng cảm kích đại ân này suốt đời khó quên lý vân tiêu cười nói khách khí ta và tiểu xuyên cũng là quen biết cũ cứu hắn là đương nhiên Mạc Hoa Nguyên cùng Cẩn Huyên nghe xong lọt vào sương mù, dùng tuổi của Lý Vân Tiêu mà nhìn, hơn nữa Mạc Tiểu Xuyên mất tích 10 năm qua, hai người làm sao là quen biết cũ. Nhưng hắn nói thế mà Mạc Tiểu Xuyên cũng mỉm cười, dường như thừa nhận, dù hai người nghi hoặc cũng không nên hỏi thăm. Cẩn Huyên nói, thời điểm không còn sớm, chúng ta lên đường thôi. Lý Vân Tiêu điểm chán một cái, đám người đi về phía Lôi Phong Thương hội. Tế Lâm bên kia đạt được Cẩn Huyên thông chi, cũng đã phái người chờ ở cửa, hắn nhìn thấy Lý Vân Tiêu đến, cũng tươi cười nhiệt tình lên đón trong giây lát nhìn thấy bên cạnh là hai huynh đệ mặc ra sắc mặt lạnh như băng sắc mặt lập tức đại biến đặc biệt là khí tức như có như không trên người mặc tiểu xuyên nội tâm của hắn lạnh buốt tuy đang ở dưới ánh mặt trời nhưng lại cảm thấy sợ hãi sắc mặt cứng ngắt trên trán đổ mồ hôi lạnh to như hạt đậu làm phiền tễ hội trưởng rồi lý vân tiêu cười tiến lên khách sáo dù sao muốn dùng truyền tống đại trận của người ta hơn nữa cũng đến đây chờ đợi hắn phần nhân tình này vẫn nên lĩnh hừ tễ hội trưởng đội hình như thế ngươi đang muốn cho mặt mũi tới mức giết ta sao lửa giận trong mắt mạc hoa nguyên thiêu đốt hừng hực ánh mắt kia giống như có thể đốt cháy tễ lâm nếu không phải mạc tiểu xuyên sớm có bàn giao hắn đã trực tiếp xông lên giết người mà đại sư tiểu xuyên đại nhân ta cũng thân bất do kỳ tễ lâm lau mồ hôi lạnh trên trán xin giúp đỡ nhìn qua lý vân tiêu bộ dáng đáng thương lý vân tiêu cười nói ngày đó từng nói không truy xét chuyện này bỏ qua tễ lâm lúc này mới buông một hơi nếu không hai huynh đệ mạc ra này cho dù là người nào cũng có thể bóp chết hắn gia tộc sau lưng hai người, quái vật khổng lồ như Lôi Phong Thương hội cũng không dám đắc tội hai người họ. Tế Lâm không dám nhìn qua hai huynh đệ, trực tiếp nhìn qua Lý Vân Tiêu cười nói, "Vân thiếu, mời vào trong, truyền tống đại trận đã chuẩn bị tốt, tùy thời có thể đi." "Tốt." Lý Vân Tiêu ứng một tiếng, mọi người đi vào trọng địa của Lôi Phong Thương hội, một truyền tống đại trận to lớn đang khởi động, chờ người đi vào. "Hừ, không có Bắc Đấu Tông cho phép, ai cũng không được đi." vào lúc này khâu trung có tiếng hừ lạnh mấy đạo hào quang bay xuống đứng trên khâu trận pháp dần dần hiển lộ ra vài đạo thân ảnh một người trong đó toàn thân kim quang lập loè quan sát phía dưới nhìn qua lý vân tiêu lạnh lùng nói giết phong trưởng lão của ta trộm hóa lôi thần quyết lấy rất nhiều bảo tàng vậy mà muốn đi người này chính là tông chủ bắc đấu tông trương lăng hoa sau lưng còn có vài tên trưởng lão bắc đấu tông đàm địa quân không ở trong đó nhưng mai đông nhi cũng đi theo bộ dáng có vài phần tâm sự trương lăng hoa lăng không mà đứng trên mặt đầy ngạo nghễ và lạnh lùng khẽ nói lý vân tiêu nhanh tới gặp mặt ngươi có ân oán với bác đấu tông còn chưa thanh toán rõ ràng đấy lý vân tiêu nói thì ra là lão trương lời của ngươi ta không thích nghe Diệp phong trưởng lão là đàm địa quân sai sử hóa lôi thần quyết là ta trong lúc vô tình đạt được về phần bảo tàng lúc ấy tất cả mọi người ở đây hình như chẳng có ai phản đối cả nhà hắn một câu lão trương tất cả mọi người há hốc mồm hai mặt nhìn nhau đặc biệt là đám người thương hội không thể cười nổi Trương Lăng Hoa quát lạnh nói: "Hồ ngôn loạn ngữ, mau chóng giao Hóa Lôi Thần Quyết và bảo tàng ra đây, sau đó theo ta quay lại bắt đầu tông chờ đợi xử lý." Hắn cho Cửu Thiên Đế khí tản ra, tất cả mọi người cảm thấy áp lực to lớn, có chút khó có thể thích ứng, nếu như khai chiến ở đây, sợ rằng lôi phong thương hội bị liên quan lớn nhất. Nhưng mà Tế Lâm ngược lại tuyệt không lo lắng, nội tâm càng cười lạnh liên tục, ước gì Trương Lăng Hoa hung hăng càng quấy hơn một chút, bởi vì hắn đã nhìn thấy thần sắc của Mạc Tiểu Xuyên bắt đầu không đúng. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên nói, giao bí quyết và bảo tàng, theo ngươi trở về chờ đợi xử lý, đầu óc ngươi có cướp chảy vào sao, hay là tu luyện lâu đầu bị hư. Tất cả mọi người đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, võ đế tại thành Nam Hỏa tuyệt đối cao không thể chạm, nói một không hai, người phương nào cả gan ngăn cản đế uy chứ. Lúc trước hắn ra tay với Lý Vân Tiêu, ngược lại để Lý Vân Tiêu bỏ chạy, chỉ sợ lúc này đã chọc giận Trương Lăng Hoa, một khi động thủ, Lý Vân Tiêu hóa lôi mà đi lưu lại bọn họ là cá trong chậu gặp nạn bởi vì là kẻ thù cho nên vạn phần cảnh giác nếu như phát hiện tình huống không đúng bọn họ sẽ bỏ chạy đầu tiên sắc mặt trương lăng hoa cũng phát lạnh đế khí ngưng tụ thành long ảnh gào thét lao xuống tức giận nói không biết trời cao đất rộng hôm nay mang năm vị trưởng lão tới liên thủ khóa không gian này lại nhìn ngươi làm sao bỏ chạy sau khi hắn nghe đàm địa nguyên báo cáo xong liền quyết định phải giáo huấn lý vân tiêu trước rồi nói sau nếu không giáo huấn thì tiểu tử này sẽ càng không kiêng nể gì mà Lý Vân Tiêu nắm giữ Hóa Lôi Thần Quyết và Di Hình Hoán Vị, cho dù là Trương Lăng Hoa cũng không có nắm chắc lưu được đối phương. Lần này mang theo năm trưởng lão thực lực không tầm thường, vào lúc hắn ra lệnh đã bay ra, sau đó đánh vài đạo bí quyết. Năm người phong bế không gian vài trăm mét, bất luận kẻ nào cũng đừng hòng phá không mà đi, trừ phi thực lực có thể vượt qua năm người điệp ra. Lý Vân Tiêu, ta biết rõ ngươi bối cảnh không tầm thường, nhưng mà thiên võ giới không phải hậu viện nhà của ngươi. Ta hôm nay muốn nói cho ngươi biết trời cao bao nhiêu, đất dày cỡ nào, hóa long đi. Rống rống khi trương lăng hoa nói xong đế uy hình rồng gào thét liên tục giống như võ đế phẫn nộ bay thẳng xuống cả thiên địa biến sắc không ít người sợ tới mức hai chân như nhũn ra không ngừng bỏ chạy xa xa nhưng không gian nơi này đã bị phong bế cho nên chỉ có thể trốn xa mà thôi không cách nào rời khỏi chiến trường mà tiểu xuyên rốt cục động thủ trong mắt hắn tỏa ra sắc khí lăng lệ có người dám động thủ với sư phó của hắn trong lòng hắn cũng đã phán tử hình Dưới những không biết trời cao đất rộng mà tiểu xuyên trào phúng một tiếng hai ngón nết kiếm quyết đột nhiên lăng không điểm đi một đạo kiếm quang từ trên ngón tay hắn bay ra ngoài trong chốc lát như hóa thành cầu vòng bay tới bốn phía tưởng hòa. đế khí của trương lăng hoa liên tục bại lui trước kiếm quang kiếm quang xông qua thì đế khí tiêu tán kiếm quang phá vỡ long khí thì cường thế không giảm tiếp tục bắn thẳng vào người trương lăng hoa tuy nhìn qua vô cùng rực rỡ xinh đẹp lại tản mát ra khí tức làm người ta hoảng sợ cẩn thận nhìn qua thì phát hiện chung quanh kiếm quang có vết nứt không gian thật nhỏ thân thể mặc tiểu xuyên chìm vào trong hào quang một ngón tay hóa kiếm tiêu sái tới cực điểm trái lại trương lăng hoa thì quá sợ hãi không hiểu từ đâu xuất hiện cường giả như thế một kiếm kia thế như chảy tre đánh tan đế khí của hắn hơn nữa còn có xu thế lấy mạng hắn hắn hoảng sợ hai tay bắt quyết noi theo đối phương bắn ra một đạo kiếm quang nội tâm của hắn hiện tại vô cùng kinh hãi có thể chống lại hắn cũng chỉ có cường giả võ đế mà chính mình cũng chỉ vừa tiến giai võ đế còn chưa bao giờ giao thủ với võ đế khác cũng không biết sâu cạn thoáng cái nội tâm của hắn trở nên thấp thỏm không yên oanh chỉ kiếm đấu chỉ kiếm hai lực lượng trùng kích lẫn nhau không trung bị đánh ra lỗ đen tối tăm cảnh tượng khủng bố làm người ta ngây người không dám tự hành động để tránh ảnh hưởng trong nội tâm trương lăng hoa đại trấn trong mơ hồ phát giác lực lượng đối phương còn trên mình dưới tình thế cấp bách gấp vàng rút bảo kiếm ra một kiếm giơ lên trời chém xuống phẫn nộ quát nhất thức chảm thiên kiếm vô ngân huyền khí bát giai được lực lượng võ đế rót vào đã tăng uy lực tới cực hạn bắt đầu tông cũng không phải là không có huyền khí cửu giai nhưng mà với thực lực của trương lăng hoa lúc này căn bản không cách nào sử dụng miễn cưỡng thi triển cũng chưa chắc dùng tốt như huyền khí bát giai một kiếm này ẩn chứa tu vị cả đời của hắn cả thiên địa biến sắc sắc mặt tế lâm hoảng hốt hắn tuy cũng hy vọng cả hai xung đột nhưng vẫn không hy vọng thương hội tai bay và gió hiển nhiên đã muộn một kiếm này bao phủ phạm vi vài dặm mà không gian bị phong bế ai có thể trốn thoát một kiếm của trương lăng hoa không biết là cố ý hay là vô ý vậy mà ẩn ẩn ý muốn giết sạch mọi người hừ thái điểu vừa mới bước vào võ đế ngươi còn non lắm trên mặt mạc tiểu xuyên đầy vẻ trầm trọng, tay phải đảo qua trước người, một đồ án thái cực hình thành, âm dương ngư chạy bên trong. hắn một ngón tay điểm nhẹ xuống, lập tức kích thích một đạo kiếm quang ngưng tụ vào đầu ngón tay rồi lăng không đánh vào kiếm khí kinh thiên của trương lăng hoa. kiếm quang này cũng không có uy mãnh kinh thiên như của trương lăng hoa, nhưng lại trực tiếp đánh tan đế uy của đối thủ. tiếng nổ mạnh sinh ra, cả thiên địa biến thành trắng xóa. năm tên trưởng lão liên thủ bố trí không gian bị phá nát, năm người đều quá sợ hãi, liên tục dốc sức liều mạng ngăn cản dư âm còn lại của kiếm khí nhưng vẫn bay ra ngoài mấy ngàn mét, miệng đầy vết máu, hiển nhiên đã bị thương. Năm người đều hoảng sợ thất sắc, từ xa bay về, tụ tập sau lưng Trương Lăng Hoa, kinh hãi nhìn qua Mạc Tiểu Xuyên Phong đạm vân khinh bên dưới. Sắc mặt Trương Lăng Hoa hiển nhiên không có thích ý như Mạc Tiểu Xuyên, mà là tái nhợt như nước, tay phải cầm kiếm run rẩy, hào quang trên bảo kiếm mất hết. Trương Lăng Hoa cầm kiếm run run, tuy hắn cực lực khống chế, nhưng vẫn không thoát được ánh mắt của các trưởng lão, trong nội tâm sinh ra sóng lớn, vẫn khó bình tĩnh được hai người giao thủ hai chiêu về sau không tiếp tục công kích cả không gian yên tĩnh quỹ dị hừ mà tiểu xuyên đánh vỡ yên tĩnh đầu tiên mỉa mai nói chỉ vừa mới bước vào võ đế liền cho rằng thiên hạ vô địch người như ngươi trên đại lục này không biết có bao nhiêu muốn xưng vương xưng đế chạy trở về bắc đấu tông của các ngươi đi ở trước mặt vân thiếu thì các ngươi không có tư cách này hiểu không sắc mặt trương lăng hoa tái nhật khó coi tới cực điểm sau đấu kiếm quyết vừa rồi người ngoài không nhìn ra trò gì nhưng hắn hiểu rõ mình không phải địch thủ của người trước mặt này mà mặc tiểu xuyên mỉa mai càng làm mọi người hoảng sợ dường như đã có đánh giá thực lực cao thấp của hai người trương lăng hoa quả nhiên thu liễm khí thế càn rỡ trầm giọng nói ngươi là người phương nào có quan hệ thế nào với lý vân tiêu mặc tiểu xuyên nói ta là người phương nào liên quan gì tới ngươi về phần ngươi muốn nói cái gì với vân thiếu thì lăn xuống đây mà đối mặt nói nếu không cút đi mọi người ngẩng đầu nhìn ngươi như thế rất không quen đám đệ tử bắt đầu tông biến sắc nhưng trong mơ hồ cũng đoán được thực lực người này ngay cả tông chủ cũng trở nên ôn tồn hòa khí trong lòng bọn họ nghĩ thầm xong rồi lần này thế nào cũng bị lăng nhục kiểu gì cũng bị hấp diêm cho coi mọi người cũng kinh hãi không thôi không biết từ chỗ nào xuất hiện người này hơn nữa thực lực thông thiên có thể chống lại trương lăng hoa ít nhất cũng là võ đế chỉ có tệ lâm vui cười nở hoa ước gì mạc tiểu xuyên bão nổi một trường chụp chết trương lăng hoa như vậy cục diện cả thành nam hỏa sẽ đại biến lần nữa trương lăng hoa nhìn mạc tiểu xuyên bộ dáng cung kính có thừa với lý vân tiêu trong nội tâm càng kinh hãi không dứt càng thêm kiên định lý vân tiêu là đệ tử thế lực lớn Nghĩ vậy hắn cũng không bày giá đỡ, mang theo mọi người trực tiếp bay xuống. Trương Lăng Hoa nhìn qua Lý Vân Tiêu, phức tạp nói ra, Vân Thiếu, hóa lôi thần quyết vốn là tuyệt học chấn tông của Bắc Đấu Tông, mong rằng Vân Thiếu có thể nhượng lại. Hắn lúc này phát hiện tất cả kế hoạch và dự tính biến thành vô dụng, ngược lại biến thành cầu khẩn đối phương. Mọi người đều té xỉu, hình tượng võ đế cao cao tại thượng thoáng cái bị phá vỡ. Tình thế yếu hơn người ta, cho dù là võ đế cũng phải cúi đầu hiện tại không chỉ có hóa lôi thần quyết biến thành đòi hỏi có thù lao, ngay cả chuyện phong trưởng lão và bảo tàng càng không nói tới. a, à, thì ra hóa lôi thần quyết trọng yếu như vậy, không biết trương tông chủ ý định trả cái giá thế nào lấy về. lý vân tiêu nghe xong có thù lao, lập tức lên tinh thần, mặt mũi tràn đầy tươi cười.